Chào mừng các bạn đến với kênh Tôi Là Người Củ Chi. Hôm nay mình xin được giới thiệu với các bạn là hai con cá sinter nha. Đây, giá cực kỳ sinh viên luôn các bạn. Con đầu tiên nè, con này thì chủ báo giá là 6 triệu các bạn. Rúng nè, nghiêm chỉnh nè, chân móng hoàn thiện nè. Bò mới tắm nha các bạn. Đây, rúng dài, sải tích nghiêm chỉnh, bò mới tắm, xe mặt, xe lưng đều nghiêm chỉnh hết. Lông đuôi một chùm, không lan giá nha các bạn. Đó, rúng dài nè, xe mặt, xe lưng đều nghiêm chỉnh các bạn. Rúng dài, xe mặt, xe lưng đều nghiêm chỉnh. Chân móng là móng sò, giá 6 triệu các bạn, 6 triệu. Đó, anh em nào bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ các bạn. Trực tiếp số điện thoại của chú bò mình comment dưới màn hình video các bạn. Giá 6 triệu con cái sinter này các bạn. Con này tầm 5 tháng tuổi nha. Xe mặt, xe lưng đồ nghiêm chỉnh các bạn. Chân móng sò. Giá 6 triệu, xe mặt, xe lưng nghiêm chỉnh, chân móng sò. Rúng yếm đồ nghiêm chỉnh hết các bạn. Đồ cận cảnh anh em thấy nè. Cao 9 tấc rưỡi các bạn. Cao 9 tấc rưỡi. Xe mặt, xe lưng đồ nghiêm chỉnh, cao 9 tấc rưỡi. Đây, cao 9 tấc rưỡi nha các bạn. 9 tấc rưỡi đích nè, cao 1m02. Đó, cái center này thì chủ báo giá là 6 triệu các bạn. 6 triệu. Cao 9 tấc rưỡi đích, cao 1m02, giá 6 triệu. Bò tầm 5 tháng tuổi, xe lưng nè. Xe mặt đồ nghiêm chỉnh hết các bạn. Đó, bò đỏ, không lan giá. Trúng yếm đồ nghiêm chỉnh. Cao 9 tấc rưỡi, đích cao 1m02, giá 6 triệu. Bò tầm 5 tháng tuổi các bạn. Bò tầm 5 tháng tuổi nha. Giá 6 triệu các bạn. Anh em nào bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ các bạn. Còn đây cái sinter luôn các bạn. Cái sinter giá 17 triệu. Giá 17 triệu, cái sinter giá 17 triệu nha các bạn. Xe mặt, xe lưng đồ nghiêm chỉnh hết. Xe mặt, xe lưng đồ nghiêm chỉnh, rúng yếm đồ nghiêm chỉnh hết các bạn. Rúng chèn nè, yếm dày nè, bò đỏ ao các bạn ơi. Gác lọc sinh là 1 tháng 6 ngày. Giá 17 triệu các bạn, giá 17 triệu. Đó, bò đỏ không lan giá nha các bạn. Xe mặt, xe lưng đồ nghiêm chỉnh. Bò này tầm 16 tháng tuổi các bạn, 16 tháng tuổi nha. Đó, gác lọc sinh là 1 tháng 6 ngày. Tầm 16 tháng tuổi, giá 17 triệu các bạn. Đó, rúng yếm đồ nghiêm chỉnh nè. Bò đỏ không lan giá. Bò đỏ không lan giá nha các bạn. Rúng yếm đồ nghiêm chỉnh nè. Cái sinter các bạn, các lọc sinh 1 tháng 6 ngày nha. Đó, qua đèn khui à. Chạy đuôi lớn. Chân móng sò hoàn thiện hết các bạn. Qua đen, chân móng sò đều hoàn thiện hết. Đó, rúng yếm đồ nghiêm chỉnh hết, sái mặt, sái lưng đồ nghiêm chỉnh hết các bạn. Giá 17 triệu cái sinter này các bạn, 17 triệu. Đó, cái sinter này thì gác lọc sinh 1 tháng 6 ngày nha các bạn. Đó, quà đen cày đuôi lớn, rúng nè, rúng yếm đồ nghiêm chỉnh nè, rúng yếm đồ nghiêm chỉnh, chân móng sò. Giá 17 triệu các bạn, tầm 16 tháng tuổi nha. Đó, anh em nào bạn bè nào gần xa có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chủ bò các bạn. Mình comment dưới màn hình video nha. Đó, xe mặt, xe lưng đồ là nghiêm chỉnh hết các bạn. Quà đen cày đuôi lớn. Quà đen cày đuôi lớn. Đồ cận cảnh anh em thấy luôn. Cao 1m25 bò nè. Đít cao 1m3. Cái sinter này cao 1m25, đít cao 1m3. Rúng yếm đồ nghiêm chỉnh hết. Lông đuôi một chùm. Gác lọc sinh 1 tháng 6 ngày. Bò tầm 16 tháng tuổi. Giá là 17 triệu các bạn. 17 triệu cái sinter này nha các bạn. Đó, anh em nào bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ các bạn. Trực tiếp số điện thoại của chú bò mình comment dưới màn hình các bạn. Chân móng sò nè. Rúng yếm đồ nghiêm chỉnh nè các bạn. Quà đen. Xe mặt, xe lưng đồ nghiêm chỉnh. Cái này dấu hết biết luôn các bạn không. Rúng chiền dài nè. Chân móng là móng sò hoàn thiện nè các bạn. Chân móng là móng sò hoàn thiện nè. Cày đuôi lớn nè, lưng thẳng nè.
sái tích đồ nghiêm chỉnh hết, không có lan giá các bạn. Quyền bò hết nha. Các lọc xin là 1 tháng 6 ngày. Cao 1m25 bò, đích cao 1m3, tầm 16 tháng tuổi, giá là 17 triệu các bạn, 17 triệu cái trên tờ này nha. Đó, và bây giờ mình xin được kết thúc video tại đây các bạn, và xin được báo giá lại là cái trên tờ. Cao 1m25 bò, đích cao 1m3, các lọc xin là 1 tháng 6 ngày, 16 tháng tuổi, giá 17 triệu.